Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của công ty cổ phần Thuận Đức trên địa bàn huyện Kim Động đạt gần 2.200 tỷ đồng. Các mặt hàng sản xuất của công ty bao gồm hạt nhựa, bao bì PP, túi siêu thị. Trong đó, túi siêu thị có công suất 40 triệu túi trên năm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang hơn 40 nước tại châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tạo việc làm cho gần 1.800 lao động với 5 nhà máy tại tỉnh Hưng Yên và 1 nhà máy tại tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi đã thực hiện các cái tiêu chí và tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng, như tiêu chuẩn về các cái thuật cũng như là các cái tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng đặt ra. Nhờ đa dạng các dòng sản phẩm theo thị hiếu của người tiêu dùng ở từng thời điểm, giúp doanh nghiệp nâng công suất và mở rộng thị trường xuất khẩu. So với cùng kỳ năm 2022, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 130%, lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng.